chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại ARK Gaming Online. Và trong tập ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video đi lặn ha. Mình sẽ lặn và khám phá đại dương cho anh em xem. Thì thật sự là mình đang sống ở khu đầm lầy nên là mình chả có con gì mà có thể lặn tốt ha. Thì nếu mà đầm lầy thì anh em có thể lặn bằng cá sấu bay, rồi Saco, rồi Spino, rồi một cái con gì đó mà nhìn cái mặt nó ngộ lắm, thì mình sẽ để hình ở trong video cho anh em xem ha. Thì cái con đó nếu mà anh em nào mà không có bộ đồ lặn đó thì anh em có thể là sử dụng cái con đó để lặn mà lấy oxy ha. Thì cái con đó là anh em cởi đến bờ không được nha, anh em phải sử dụng một con đại bàng, anh em gấp ra ngoài rồi sau đó anh em thả xuống, rồi sau đó anh em bấm liệt e vào, anh em chọn cái nút anh em lên cởi ha. Thì cởi nó thì cũng như là một cái bình oxy vậy đó. Thì bây giờ thì mình sẽ không cởi cái con đó mà mình sẽ cởi cốc ha. Và trước tiên làm được cái chuyện đó thì mình phải chế một bộ đồ lặn cái đã anh em. Thì mình nghĩ là chừng một cái áo là đủ rồi anh em à. Rồi ha, thì muốn chế bộ đồ lặn đó thì anh em cần phải có một cái máy mà chế tạo polymer. Đây, đây là một cái máy chế tạo polymer ha. Anh em cần là 20 kematin, rồi 15 thủy tinh, rồi 35 sắt, tương đương với 70 cùng mê thồ đó anh em. Rồi 10 dầu và cái cuối cùng là bột vàng anh em nghiền ra ha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chế. Thì sau đó là anh em sử dụng dầu. Thì dầu này thì nếu mà anh em nào không biết á thì anh em có thể là lấy một ít da, chẳng hạn anh em lấy 100 da đi. Rồi anh em lấy cho mình là OI á. OI là dầu mà lúc trước mà mình có chỉ anh em lấy ở trong cái con đùng shit á. Vậy ha, thì bây giờ mình lên cho anh em coi dầu này ha. Đâu rồi? Đây là dầu ha. Thì một lát mình chỉ anh em cái cách mà xuống biển lấy cái mỏ dầu luôn. Đó, thì anh em có thể lấy dầu từ đây ha. Rồi sau đó là anh em bỏ vào cái lò nung mi thồ đấy. Thì anh em cũng biết cái lò nung đó rồi phải không? Mình cũng không cần mình giới thiệu chỉ nhiều ha. Thì nếu mà anh em nào mà biết không rõ đó thì mình sẽ làm một video riêng để chỉ anh em về cái cách mà chế tạo ra một bình xăng ha. Đâu rồi, lò nung mi thồ đâu, mình cho anh em xem cái hình thôi ha. Đây, đây là lò nung mi thồ ha. Anh em chỉ cần bỏ khoảng 100 da, rồi sau đó là anh em bỏ khoảng 100 cái dầu mà mình chỉ hồi nãy đó, rồi anh em bỏ vào đây anh em sẽ được xăng như thế này ha. Đó, thì mình nhớ không lầm đó là hình như là bốn dầu rồi bốn da hay nhiêu đó mình nhớ không rõ ha. Thì mình nhớ là dầu với da thì anh em chỉ cần nung lên là sẽ được xăng ha. Mình cũng không hiểu sao nó lại phi diệu vậy đó. Đó, bây giờ mình bật máy lên, mình chế sơ cái này ha. Rồi mình chế cho anh Tài cái áo nữa đi. Mình biết là anh Tài sẽ đòi, mà hiện tại là rất là khuya luôn rồi anh em, gần 12 giờ khuya mà mình quay video cho anh em xem. Thì nói thì có thể là anh em không tin, nhưng mà mình cũng đâu có cần mà nói dốc nói xạo cho anh em thương hại gì đâu, nói thật sự luôn. Nhưng mà anh em thì không tin thì cũng thôi vậy, chứ mình cũng đâu có cần gì mà anh em tin mình. Mình cần anh em là giúp mình lít một số quảng cáo, hoặc là anh em xem video trên 5 phút là mình đã tạ ơn trời, tạ ơn đất rồi ha. Mình cũng đâu có cần mà kể lể những cái mà cực khổ của mình ra đâu. Tại vì sáng đó thì mình còn phải là quay một số video nữa, nên là tối là mình phải làm bù cho ARK Gaming Online ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cưỡi cốc đi ha. Đâu rồi con cốc à? Cốc thần kỳ của mình đâu rồi ta? Tại đem giấu đâu rồi anh em à? À đây rồi anh em. Đó, lão cốc ha. Mình sẽ cỡ lão cốc xuống đại dương thăm thẳm. Rồi á, sau đó anh em đi thì anh em chuẩn bị thịt thà rồi đầy đủ ha. Rồi búa đồ để chặt lấy dầu. Rồi bây giờ mình đi nè. Mình biết là mình ra tới ngoài được hay không nữa, hay là đang đi giữa đường tàn đời anh em. Chắc cũng dám lắm mà. Nói chung là cứ từ từ đi cho lão rắn thấy ham anh em. Bài liền. Thì cái con cốc này là cái video mà bắt lão cốc mình có quay cho anh em xem á. Cái lúc mà mình bắt một con đầu bị rắn cắn chết đó, con thứ hai là con bạch cốc á. Đó là con này ha, con này nó sống mình mấy video rồi đó. Sống cũng chì chứ bộ anh em. Đó, lão cốc thì tuy bơi không nhanh bằng dạng cá heo cá mập ha, mà sống dạng ở đầm lầy thì đem cá heo cá mập vô rất là khó khăn anh em ạ. Còn dạng mà mua xa sâu rết nữa mà đem vào trỏng thì phải nói là rất là chua chát. Nên là mình nghĩ là đầm lầy thì mình sẽ không thích hợp để nuôi những con cá heo, con cá mập, rồi mua xa, rồi mực gì các kiểu ha. Nếu mà muốn nuôi được mấy con đó là chúng ta phải sống mà dạng ở gần biển anh em. Mình làm mới được cái chuyện đó ha. Nhưng mà hiện tại là mình sống ở trong đầm lầy mà đâu có cận biển đâu. Mà cận biển thì anh em gặp một cái mối nguy hiểm đó, là người ta sẽ đi bằng thuyền, là người ta rất là dễ cướp anh em ha. Chẳng hạn như anh em nào mà ở gần biển nó, chẳng hạn lấy ví dụ cái nhà này đó,
ở gần biển ha, mình cử thuyền lại, sau đó là mình để cà nong đục các kiểu rồi máy bắn đá, sau đó là mình phá cái một anh em rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Mình xây vài khẩu ô tu nữa rồi ông nội nào dám ra bắn mình đó. Cái đó là nhược điểm mà sống gần biển ha, gần biển rất là dễ bị phá hoại anh em ạ. Phá mấy hồi chứ gì, không phá thôi chứ phá là mấy thanh niên chỉ cần một hai trái C4 là phải run run bà rù rồi. Mấy chim quái thai sao nhìn càng ngày càng ngộ như vậy, hình như mình thấy con nó ngộ ngộ anh em, hình như là test rắp to thì phải. Anh em nào muốn mình bắt con đó thì comment ha. Rồi bây giờ thì mình cứ quan tâm đến cái vụ đi lặn đi, còn cái chuyện mà test rắp to thì mình dẹp nó qua bên đi ha. Rồi mình mặc nguyên bộ đồ sắt vậy có chí quá không trời. Gì vậy, gì vậy, gì vậy? Nè có ngon xuống biển kiếm anh, có giỏi thì xuống đây nhảy lên liền. Kiếm đi, làm gì được chứ, nhảy nữa dạng trôi nó đó mà anh em. Rồi đi, rồi xong luôn rồi, đè mình xuống nó làm gì được, trời ơi đâu con nữa. Chết 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 chết, cốc bự đi bự đi, tự nó lát luôn rồi anh em. Rồi bây giờ mình sẽ mặc cái đồ lặn vô hết anh em. Đó có oxy để mình thỏa sức tung hoành chứ, đi tung hoành đại dương cho anh em xem nè. Ở đại dương này đó thì anh em tránh những trường hợp mà lặn sâu mà gặp những cái con mà dạng thủy quái ha. Đó anh em thấy mỏ dầu không, mỏ dầu ngay bầy sứa đó, mình đâu có ngu, mình đâu có ngu dại gì mà lết xác ra đẳng, lết xác ra đẳng là sanh xương liền đó. Anh em phải lại phía mỏ dầu đằng đây nè ha, sau đó chúng ta đập, mà đập thì anh em phải cẩn thận giùm mình cái nha. Chẳng hạn như mấy cá mập cá đuối nó lợi anh em để ý cắn cắn cho Sima Chao ra đó. Đây không có, mình xuống mình đập. Đó, có dầu rồi ha. Thì hiện tại server mình nó không có x2, x3 gì hết, nên rất là chua. Ê Ê anh mập đồng thế. Chạy anh em ngu dại gì. Đó anh em thấy xuống biển khám phá cũng là một cái sai lầm lớn ha. Thì con cóc này xuống đây thì nó bơi ở đâu có sợ mà tốn oxy gì đâu anh em, chuyện nhỏ như thổ đế mà. Mấy mấy thằng mập nó vẫn kiên quyết kiên trì nó truy sát mình anh em. Ở dưới đây để mình chỉ cho anh em ngọc trai này ha, ngọc trai để mình có thể chế ra những cái bản mạch để chế những cái món đồ mà cấp cao. Nhưng mà mình nghĩ là anh em đã chơi tới được cái trình độ mà chế được máy polymer rồi, chế được súng đạn các kiểu, anh em đã biết khá rõ về vụ này rồi ha. Còn mà những anh em nào không biết thì mình sẽ chỉ sơ, còn anh em nào biết rồi thì cũng xin ủng hộ video trên 5 phút giúp mình ha. Rồi bây giờ mình cứ lặn sâu sâu tí dưới kiếm ngọc trai anh em à. Đâu ta, ngọc trai đâu nhỉ? Đó, anh em cẩn thận cái đống cá đuối đó ha. Cá đuối chưa dữ lắm anh em. Anh em thấy có một cái con cá mà bị nguyên bầy cá đuối vây quanh là anh em nghĩ con cá nó sống sao cho được. Mình giờ cứ hủng thẳng từ từ mà bơi, mình mà chết cái là mình không biết mạng đâu ra luôn á anh em. Đó, ngọc trai đây nè anh em. Đây là ngọc trai ha. Chúng ta có thể ra này lụm. Lụm anh em dẹp cái búa vô ha, nó tới luôn rồi kìa. Đi. Vô trời ơi, trời ơi. Lão cóc này chịu chiến với nước lắm, đã lử nó liền. Giỡn nè, mập mập chứ lão cóc đầm lầy đây cũng phải số má lắm mới dám xuống đây. Sao là mập, cảm giác thế nào hả? Lân lân khó tả hả? Hồi nãy dí mình anh em. Ủa sao không dí nữa? Quái vật biển mình cũng chống với lão cóc đầm lầy hả? Lão cóc đầm lầy là nên biết lầy cỡ nào rồi. 20, 20 mà dám ngăn cản mình lấy ngọc trai anh em. Mình chỉ sợ mấy dạng mà Musa sâu rết nè, rồi mấy con thủy quái thứ dữ thôi. Mấy dạng mà mập mập đó quất cái một, đó lụm cái tha hồ lụm anh em. Đó đây là gọi là farm ngọc trai ha. Thì server anh em nào thì có nhân 2, nhân 3, 4, 5, 6, 7 gì đó, anh em lấy vô tư bà từ ha. Còn riêng mà anh em nào mà không có nhân thì anh em cứ lụm một lần 6 hoặc là 8 ngọc trai như thế này nè. Farm cũng rất là lâu nên là cũng rất là chua ha.
đó, mình cho anh em biết cái nỗi khổ mà chơi server online nó khủng khiếp như thế nào. Ô, tán nhà cá, cá nhà tán. Ồ, ở đây có dầu luôn nè anh em. Anh em ném mấy con bù cặp biển ra nha, cẩn thận bù cặp biển cho mình. Cái gì vậy? Hình như mình cảm thấy cái gì đó sai sai, là anh ta đang lao về phía mình anh em à. Tốt nhất là mình nên chùn đi thôi. À, nó đi rồi, nó đi rồi. Nói chung là anh em lụm nhớ nhìn trước nhìn sau giúp mình nha. Không nhìn trước nhìn sau là anh em chết rồi, đừng có thửa đồ cho mình. Giờ bơi đi. Con cóc đó sao mà lặn dưới nước lâu dữ, đập mỏ dầu luôn. Mấy nay nhà thiếu thốn lắm. Đụng shit nó ủ ngày ra được mấy chục dầu à. Lết không. Mà con mấy chục dầu anh em nghĩ 4 5 con cộng lại là anh em được nhiêu dầu? Phải nhiều không? Quá nhiều đi đằng khác. Này thì dục đá ra đi. Mình không cần mấy cái này. Rồi đi đi đi. Cái gì vậy, cái gì vậy? Con gì mà dám cả gan chơi mình nữa? Rồi mình tưởng nó con nào cũng chơi mình chứ. Rồi đói rồi. Nó có đem thịt theo. Dưới nước mà ăn được là cũng phi diệu lắm á. Đeo bình lặng mà ăn được luôn anh em. Ngon dữ rồi. CDK này là vô cùng quý hiếm nha anh em. Mấy nhân tài mà cướp nhà của anh em á, là thường thường là cướp mấy cái silica đó đó. Cướp những cái bản mạch đó đó. Rất là hiếm, nó hiếm hơn polymer nhiều luôn á. Tại vì cái này là anh em phải lặn lội xuống biển sâu để anh em kiếm. Hoặc là một cách anh em kiếm nữa là mấy ổ hải ly ha. Rồi lát mình về mình cho anh em xem mấy ổ hải ly đó. Đó, anh em chỉ cần vô trỏng là anh em lấy được, nhưng mà nó rất là ít. Chừng chừng 3 40 và cao lắm là anh em được 60 ở trong ổ hải ly à. Không bằng mình farm dưới biển vậy. Anh em canh mấy lúc mà server nó ít á, anh em vô anh em farm là bao ngon luôn. Còn riêng mình làm video này là server không có x2, không có gì hết anh em à, bình thường. Mọi chuyện trở nên rất là bình thường. Mà sau khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ lặn này đó, nó anh em lặn nó có một mấy cái hang động á, mấy hang động ở dưới đáy biển nè, anh em có thể vô khám phá. Anh em lên được trên đất liền luôn nè, chẳng hạn như mấy cái lỗ này nè. Thường nó có. Bây giờ sao mình bơi vô cũng được ta? Đó. Nó có mấy cái lỗ mà chạng chạng như vậy đó anh em. Nó nhiều cái lắm. Dưới đáy biển là ít có ai mà đi khám phá hết được, ngoại trừ những anh em nước ngoài nào đó chơi lâu lâu rồi bắt đầu đi khám phá dưới đáy biển. Còn mà anh em mà chơi online mà ít ai mà khám phá được hết dưới đáy biển hết. Tại vì sao? Tại vì anh em chưa khám phá được là nhà anh em banh rồi, anh em còn hứng thú đâu mà anh em khám phá. Chỉ có anh em chơi ốp á, rồi anh em chết mã được các kiểu á, anh em mới đi khám phá hết được dưới đáy biển. Mình thì mình vẫn chưa đạt được cái trình độ mà đỉnh cao mà khám phá hết đáy biển này đâu. Đó, bây giờ mình bơi vòng vòng đi. Hiện tại giờ mình mới ăn được miếng thịt nên nó không có đói nha. Mày mập lên dí dai thì chứ. Chán sống rồi. Ngon, ngon một con ở đây đi chóng. Lão cóc đầm lầy chứ, lầy lội không kém ở đó mấy chú em dí. Dí ông anh đây hả? Mấy chú em tính dễ ăn lắm. Đồ lặn lặn. Đồ nó hư nè anh em thấy chưa, nó hư ha. Anh em lặn chắc mình nghĩ là đồ lặn này lặn chừng chừng 15 phút à. Nếu mà lặn nhiều nó hư tanh bành xẻ máng luôn. Đó thì coi như là mình cũng đã đi lặn và khám phá chút ít dưới đại dương cho anh em biết rồi ha. Tuy là những cái thứ mình khám phá là nó không kinh thiên động địa khiếp vía quỷ thần, nhưng mà cũng khá là ổn rồi ha. Rồi mình nghĩ là ở đây chắc không còn mấy cái con trai để cho mình lấy ngọc trai đâu. Còn còn mấy mỏ dầu thì rảnh rảnh búa mình lên mình đập thôi. Nè có gan nè, là đây anh tăng ba, là đây ngon ngon vô. Ken núi yếu nghề mà đặt cái chống với lão cốc. Anh đây chấp ba sao rồi? Ủa sao chạy vậy, đứng lại đây quýnh lộn coi. Dí đồ dữ lắm mà, dí dữ lắm, chạy chạy kinh vồm. Em thấy chưa, lão cóc đập lầy tỷ dương chứ bộ. Tại vì dưới đây là lãnh địa tụi nó thôi nên là lão cóc chống không nổi, tại nó chơi theo số đông. Nó mình quýnh mình
mình quýnh tứ đại cá mập luôn nè. Tưởng đâu cá mập nhiều con lại là ngon hả? Con hai mấy không? Nè con này nè, xanh le le nè. Ủa sao xì máu rồi? Hồi nãy thấy quay phong lắm mà, dẫn đầu đoàn binh cá mập lại đây tiêu diệt Tri Lục Lão Cốc mà sao kỳ vậy? Nó nói vậy chứ đi anh em à, hết stamina rồi. Ủa này sao Trịnh trong đây? Lộn đi chứ. Chịu không nổi rồi, Lão Cốc quýnh quýnh dạng chịu đời không thấu đó anh em. Nó còn stamina là đây chân nữa. Ghét. Con kia chạy rồi, con kia chạy rồi, anh em thấy chưa? Một mình Lão Cốc cân 4 chuyện bình thường. Thôi đi. Đi anh em à. Ở đó tí nữa là mình nghĩ là Lão Cốc và chịu đời không thấu đâu, không thấu gì, tại mình nhịn thôi, mình sợ bốn con nó chết tội nghiệp nó. Không dí theo mình luôn, dám dí à. Rồi đó, vậy là xong rồi đó nè. Chuyến hành trình của Lão Cốc dưới đáy biển cũng coi như là xong rồi ha. Dầu thì lấy được có chút đỉnh nè. Đó anh em có thể ăn thịt cho Lão Cốc hồi máu ha. Tùy theo cái lượng thịt anh em có rồi. Hết thở rồi, hết thở rồi, đủ rồi, đủ rồi. Lấy liền. Rồi đó, vậy là xong rồi hết anh em. Bây giờ mình sẽ về nhà cho anh em coi cái ổ hải ly ha, để anh em hình dung nó như thế nào, để anh em dễ dàng lấy ngọc trai. Nhưng mà tùy theo nha, nếu mà anh em chơi server online cũng chưa chắc là anh em lụm lúa và lấy lại được ha. Tại vì á, anh em biết đó có ổ hải ly thì chắc chắn là người khác cũng biết đó là ổ hải ly, là người khác lấy ha. Nói chung là người nào nhanh chân lẹ tay thôi. Và mấy người nước ngoài thì họ on á, thường thường là mình đi ngủ thì họ on, và họ đi ngủ thì mình on. Nó ngược cái giờ đó, tại vì cái múi giờ nó khác đó anh em, nên là nó lệch cái múi giờ như vậy cũng rất là khó khăn cho mình khi mình chơi. Chẳng hạn như là mấy người nước ngoài họ on khoảng đâu 1-2 giờ sáng mình ngủ đi chẳng hạn, là bắt đầu là bên sáng của họ hoặc là trưa của họ đó, cái họ on vô họ chiếm nhà mình nó rất là thảnh thơi, rất là khỏe luôn ha. Còn mình thì ngược lại cũng vậy, cũng giống như là mình đại phá tấn công thần đảo đó anh em. Nó mình on lúc 3 giờ chiều mà lúc đó là họ cũng đã chìm đắm vào cái giấc ngủ rồi, chìm vào cái sự hôn mê rồi. Làm sao mà có thể vô mà canh phòng nghiêm ngặt được ha. Nó như vậy đó thì chúng ta có tia có cái lợi thế, nhưng mà cũng có cái ưu điểm nhược điểm gì nó có đầy đủ hết ha. Ưu điểm là chúng ta có thể là nhà mạnh, chúng ta có thể chiếm nhà của người khác mà người khác không on ở đó và thủ nhà được ha. Và cái nhược điểm là thì nó cũng ngược lại thôi anh em à. Cái nhược điểm thì chúng ta cũng bị người khác chiếm nhà. Nói chung là ưu điểm đều có hết á, mà ưu và nhược cái nào cũng giống nhau như vậy. Ô ăn rõ lẹ rồi, xong Lão Cốc rồi anh em. Lão Cốc chạy không được rồi, giờ mình nhảy lên được đá mình sống ha. Không nhảy lên được cục đá thì mình chết. Hên là cái sự tua bay bay nhảy của Lão Cốc, cứu mạng Lão Cốc. Rồi ok. Trời ơi, Raptor làm mình hết hồn anh em. Nhíu chứ bộ. Lão Cốc còn tí nữa là xong phin rồi. Mém xíu nữa là Lão Cốc 203 đi chầu Diêm Chúa, đi chầu Diêm Vương rồi. Hên quá. Cái thằng cá sấu da dài đó được lắm. Nó tưởng đâu nó chạy nhanh hơn mình làm cha. Chờ đó đi. Rồi một ngày nào đó bố đây sẽ báo thù. Đó hên là những cái cú nhảy của Lão Cốc đó. Anh em thấy không, nhảy một cái là như lên đá đứng là mình lợi thế lớn quá là còn gì. Nhảy vô luôn. Đó mặt ngu nè, mặt ngu màu đỏ. Cô đó mình gọi mặt ngu, nhìn mặt nó ngu ngừ lắm anh em à. Rồi bây giờ về mình sẽ cho anh em coi cái ổ hải ly ha. Nói là làm liền. Rồi sau đó là mình up video mình nghỉ ha. Đó ổ hải ly thì khu của anh em thì sao mình không biết. Còn riêng cái khu mình ở đó thì mình chỉ cần bay qua phía cái đầm lầy bên đây á, là mình sẽ được hưởng dụng cái hộ ổ hải ly được ha. Nhưng mà cái vấn đề là có kematin hay là ngọc trai hay không thì mình không biết.
Thì đa số á, anh em nào lợm ổ hải ly đó, mình dám chắc anh em 100% là anh em sẽ thấy gỗ. Tại vì gỗ là cái thành phần chính để tạo nên cái ổ đó mà, nên là chắc chắn anh em sẽ thấy nó 100% là chắc rồi. Còn mà nếu mà gỗ nó hết đó thì chắc chắn anh em sẽ không thấy ổ hải ly. Tại vì đâu có gỗ để cho nó hình thành cái ổ đâu mà anh em thấy được ha. Rồi đây tắt bản đồ đi, mình đâu có cần cái map gì. Mình giờ bay qua cho anh em xem này ha. Anh em thấy toàn là hổ báo cáo trồn, Gano Alpha, rồi cá sấu Đông Roku, rồi con cá sấu tay dài các kiểu, nghe ghê gớm quá. Nghe thấy quýu liền chứ anh em. Rồi ha, bây giờ mình bay cho anh em thấy cái ổ đó nè. Hiện tại stamina mình cũng nhiều. Chứ dạng mà bắt cái mấy con đại bàng kinh kinh là coi như là từ nãy giờ xong đó. Anh em thấy đây không? Đó, đó là ổ hải ly ha. Đó, cái nhìn giống như là một cái căn nhà này anh em. Đó là ổ hải ly đó. Đó, anh em có thể vô trỗng lụm ha. Nhưng mà khi mà anh em đụng đến cái ổ đó đó, mà hải ly nó quanh đây thì nó sẽ lợn ngay ha. Anh em nào mà muốn bắt hải ly á, thì anh em chỉ cần đụng đến cái ổ đó anh em dụ nó lợn rồi. Bây giờ mình xuống mình đụng cái ổ cho anh em coi nè. Nhưng mà biết nó có đó hay không nha. Đó, gỗ không á. Anh em thấy chưa, người ta là người ta lụm hết rồi, đâu chừa cho mình gì. Nó thành phần chính của cái ổ đó là gỗ và chúng ta chả có gì hết ha. Thì đó là cái ổ hải ly ha. Thì đây nữa nè, đó rất là nhiều chỗ mà mình đó 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 anh em đụng là con hải ly sẽ lợi ha. Nó là vậy đó anh em. Thì anh em cứ bay xung quanh mấy cái dòng sông này anh em coi coi có ổ nó không, thì anh em lấy. Thì anh em lấy được thì người ta lấy cũng được, nếu mà người nào sớm thì còn, chậm 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 chân thì hết thôi. Nói chung là vậy thôi, nói chung là online thì anh em chơi là người người này lấy được, người kia lấy được, anh em lấy được thì chắc chắn họ cũng sẽ lấy được, mà họ lấy được thì chắc chắn người khác cũng sẽ lấy được. Nói chung là người nào nhanh hơn thôi anh em à. Và múi giờ thì chúng ta online thì nó lệch lệch nên là cũng khó khăn cho chúng ta ha, nhưng mà không sao cả. Khó khăn như vậy thì cái ưu cái nhược là mình cũng đã nói lúc nãy rồi, nó cũng đã lộ ra rồi. Nói chung là cũng tùy anh em chơi theo server nào và chơi server nào ha. Còn riêng mình đó thì mình đã bỏ server begin rồi và mình qua một cái server hoàn toàn mới ha. Và ở đây thì mình có thể là mặc đồ sắt nè, rồi chế tạo C4, rồi súng AK các kiểu ha. Còn begin là coi như là mình là chúa trùm ở bển rồi anh em, không ai chống nổi mình nữa. Dạng trùm quá cao thủ rồi, không ai chiếm được nhà, mình đi chiếm nhà ta không cũng chán ha. Ở bên đây thì mình muốn chiếm mà dạng mà master hơn, là chẳng hạn như là C4 rồi Akari các kiểu rồi sáu nòng gì đó đó đó, rất nhiều và rất nhiều ha. Rồi thì mình nghĩ là video ngày hôm nay thì cũng tạm khép lại tại đây hết anh em. Nghĩa là cũng không còn gì cho anh em quay đâu. Mình cũng xin cảm ơn anh em đã theo dõi video và ủng hộ video cho mình. Xin chào tất cả anh em và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Ok.